Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, vào mỗi dịp hè, ông Đào Văn Bản, sinh năm 1953, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, lại miệt mài dạy bơi miễn phí, giúp cho hàng nghìn học sinh vùng nông thôn tiếp cận kỹ năng bơi lội, hạn chế tình trạng đuối nước. Hàng ngày, cứ vào khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ và từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30, tại khu vực ao rộng 300 mét vuông của gia đình ông Bản lại rộn rã tiếng trẻ nhỏ. Đó là những cô bé cậu bé đến với lớp học bơi của ông. Sau khi có hiệu lệnh, các em nhanh chóng xếp hàng, bắt đầu các động tác khởi động trước khi xuống nước. Đây đã là mùa hè thứ 18, ông tổ chức dạy bơi cho trẻ ở trong và ngoài địa phương. Sau khi về cải tạo cái ao, thì mục đích chính là phục vụ gia đình thôi. Thấy cái tình trạng mà trên báo chí và trên vô tuyến đưa tin những cái trẻ đuối nước ấy, rất là thương tâm. Nên tôi cũng có mở thêm, sắm thêm cái đồ bơi đấy để dạy cho các cháu để chống cái đuối nước. Với tấm lòng yêu trẻ, ông Bản luôn nhẫn nại, tận tình hướng dẫn từng động tác như học thở, học đuổi mình, học các động tác đẩy nước. Nhiều em chỉ qua ít ngày được ông dạy đã bơi thành thạo mà không cần đến các phao bơi hỗ trợ. Để tạo không gian bơi an toàn, ông còn tỉ mỉ buộc dây để trẻ bám vào tự bơi, trang bị phao bơi lưng, phao bơi tay cho các em tha hồ vùng vẫy, nô đùa. Ông đã dạy con biết bơi và để phòng tránh tai nạn đuối nước và để nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Con rất thích đến đây bơi. Ông dạy ở đây bọn cháu biết bơi rất là nhanh, tầm 4 ngày, 5 ngày gì đấy là bọn cháu đã biết bơi rồi. Để khích lệ tinh thần bơi của bọn cháu thì ông cũng có phần thưởng nữa. Ông thường xuyên dạy các cháu, không bao giờ ông lấy học phí của các cháu, một việc rất là ý nghĩa mà mấy xã quanh đây chúng tôi chưa từng có. Ông là một người rất có tâm, ông dạy các cháu nhiệt tình và tỉ mỉ. Các cháu về rất vui, xong lại chỉ muốn đến để bơi tiếp. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, niềm tin yêu vào lớp học của ông ngày càng lớn dần. Lớp dạy bơi ngày càng được mở rộng, duy trì đến ngày hôm nay. Ông đã dạy bơi lên đến hàng nghìn người. Trong suốt khoảng thời gian đấy, những lớp dạy bơi do ông đảm trách chưa xảy ra sự cố nào, giúp ông toàn tâm, toàn ý thực hiện việc dạy bơi miễn phí cho thật nhiều trẻ em. Trong thời gian rất là dài, gia đình của nhà ông Bản hỗ trợ giúp đỡ các cháu tập bơi, giúp cho địa phương. Trong những năm gần đây là cũng không có hiện tượng trẻ em bị đuối nước. Tấm lòng của ông Bản thật đáng trân trọng, hy vọng sẽ có thêm những lớp dạy bơi miễn phí như vậy để nhiều học sinh được học bơi, để tai nạn đuối nước thực sự không còn là nỗi lo.